Quý nhân, giúp 12 con giáp có một năm 2021 sự nghiệp vẻ vang, tình tiền như ý. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của bản thân, cùng với sự may mắn, giúp đỡ của quý nhân, của mọi người xung quanh, thì khả năng thành công càng lớn. Do đó, yếu tố may mắn hay sự giúp đỡ của quý nhân, mọi người có đóng góp rất lớn cho sự thành công của một người. Tử vi học năm 2021, mỗi con giáp trong các phương diện sự nghiệp, tài lộc đều có những quý nhân luôn ở bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ hết mình để đi tới thành công. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ bật mí đến quý vị và các bạn những người sẽ trở thành quý nhân của bạn trong năm 2021. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Tuổi Tý. Quý nhân sự nghiệp, đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Theo tử vi năm 2021, thoát khỏi nam phạm thái tuế, người tuổi Tý sẽ có vận khí hanh thông hơn hẳn, thậm chí được đón nhận nhiều may mắn bất ngờ. Năm nay, tuổi Tý không thiếu các quý nhân giúp đỡ trên phương diện sự nghiệp, mà dễ thấy nhất là những người đi trước, giàu kinh nghiệm hơn ở cùng một công ty. Đối phương sẽ giúp bạn đưa ra những định hướng đúng đắn, khiến công việc phát triển đúng hướng. Quý nhân tài lộc, lãnh đạo, bạn bè. Công việc tiến triển ổn định cũng giúp tình hình tài chính có những bước phát triển rõ rệt. Năm nay, chỉ cần nghiêm túc, chăm chỉ làm ăn thì bạn chắc chắn sẽ thu được một khoản lời lãi chẳng hề thua kém ai. 2. Tuổi Sửu. Quý nhân sự nghiệp, đồng nghiệp lớn tuổi. Bước vào năm phạm thái tuế, lộ trình thăng tiến của người tuổi Sửu khá nhạt nhòa, mặc dù có khả năng chịu áp lực tốt, nhưng vì bản mệnh chưa biết cách lựa chọn phương thức làm việc hợp lý nên hiệu quả công việc chưa cao. Trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn như vậy, chắc hẳn tuổi Sửu sẽ rất cần một người giàu kinh nghiệm, lớn tuổi, vực dậy tinh thần, và đó chính là quý nhân của bạn. Với kinh nghiệm phong phú của mình, quý nhân sẽ giúp bạn có cách xử lý thỏa đáng với những nhiệm vụ hóc búa. Quý nhân tài lộc, vợ hoặc chồng. Tử vi tuổi Sửu năm 2021 thấy rằng tài lộc của bản mệnh có biến động khá lớn, khi được, khi mất, trở thành áp lực kinh tế. Vì thế, trước khi quyết định làm việc gì, bản mệnh cần cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài. Quý nhân trên phương diện này của bản mệnh có thể là vợ hoặc chồng bạn. Đối phương có thể giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác. 3. Tuổi Dần. Quý nhân sự nghiệp là đối thủ cạnh tranh. Năm 2021 mang tới nhiều cơ hội thể hiện năng lực của bản thân ở công việc hiện tại cũng như một lĩnh vực mới. Sau khó khăn, thách thức, thành quả cuối cùng người tuổi Dần đạt được cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Quý nhân của bản mệnh có thể chính là người mà bạn không ngờ tới nhất. Họ chính là những đối thủ cạnh tranh. Họ là những người khơi dậy ý chí chiến đấu cho bạn, khiến bạn không bao giờ đầu hàng với nghịch cảnh, lúc nào cũng phải cố gắng hết sức mình. Quý nhân tài lộc là lãnh đạo. Xem tử vi tuổi Dần năm 2020 so với năm trước, tuổi Dần có khởi sắc hơn về phương diện tài lộc. Tuy nhiên, hiếm khi xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ. Muốn có được điều đó, đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác. Quý nhân trên phương diện này chính là lãnh đạo của bạn. Cấp trên sẽ nhìn ra được những tiềm năng ở con người bạn mà chính bạn cũng chưa nhận ra. Sau đó, giao cho bạn những nhiệm vụ mang lại danh tiếng, tiền bạc cho chính bản thân bạn cũng như tập thể. 4. Tuổi Mão. Quý nhân sự nghiệp là người cùng công ty. Tuổi Mão suy nghĩ tích cực, trí tuệ mở mang, thêm một chút tham vọng. Vì thế mà sự nghiệp hứa hẹn có nhiều thành công rực rỡ. Quý nhân trong năm nay của bạn chính là người cùng công ty. Đó có thể là đồng nghiệp tiến cử bạn với cấp trên hoặc bầu chọn để bạn được giữ những chức vụ quan trọng, thể hiện được khả năng và tầm quan trọng của bản thân. Quý nhân tài lộc, đối tác, khách hàng.
Trong năm Tân Sửu, hầu như nguồn thu nhập chính của đường số không biến động mạnh do các yếu tố khách quan và chủ quan. Xem quý nhân của 12 con giáp, đối tác, khách hàng chính là những đối tượng mang lại tác động tích cực nhất đến cho túi tiền của bạn. Họ có thể ký kết những hợp đồng có triển vọng hoặc cùng bạn hoàn thành thắng lợi một mục tiêu chung. 5. Tuổi Thìn, quý nhân sự nghiệp là đồng nghiệp. Tuổi Thìn có năm 2021 với công việc bất thuận, làm ăn khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Theo đó, tinh thần bất ổn, liên tiếp phạm sai lầm khiến tiền bạc tiêu tán, uy tín giảm sút. Trong khoảng thời gian khó khăn như vậy, đồng nghiệp sẽ luôn ở bên cổ vũ, động viên bạn, giúp bạn không bị lún sâu vào những suy nghĩ tiêu cực. Họ cũng sẽ là người luôn đứng bên ủng hộ bạn khi bạn bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Quý nhân tài lộc, bạn cũ. Theo tử vi của tuổi Thìn, bản mệnh có đường tài vận kém sắc, kiếm tiền khó khăn hơn. Cơ hội việc làm đã không nhiều, trong khi đó các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp. Thật bất ngờ khi quý nhân trên phương diện tài lộc của bản mệnh lại là bạn bè cũ. Đã lâu không liên lạc, nhưng khi tình cờ gặp lại, đôi bên lại có nhiều quan điểm trùng lặp đến bất ngờ. Đôi bên có thể tìm ra cơ hội cùng hợp tác làm ăn. 6. Tuổi Tỵ, quý nhân sự nghiệp là đồng nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ phải gặp khó khăn, trắc trở, chủ yếu là vì bản mệnh thiếu quyết đoán, thiếu nhất quán về mục tiêu và chưa có kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần bổ sung được, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. Đồng nghiệp tưởng rằng chỉ là mối quan hệ xã giao nhưng lại là quý nhân của bản mệnh trong năm nay. Đối phương sẽ giúp bạn nhìn nhận rõ mục tiêu của mình là gì, đồng thời cùng bạn thực hiện những nhiệm vụ hóc búa. Quý nhân tài lộc, đồng nghiệp, đối tác. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Căn cứ vào tử vi tuổi Tỵ, bản mệnh gặp được nhiều quý nhân trên phương diện này. Đó có thể là người luôn tin tưởng, ủng hộ bạn trong mọi tình huống. Người đó sẽ giới thiệu cho bạn những mối làm ăn triển vọng, đáng tin cậy, khiến việc làm ăn thuận lợi hơn nhiều. 7. Tuổi Ngọ, quý nhân sự nghiệp là người lớn trong nhà. Năm nay, người tuổi Ngọ vướng phải không ít khó khăn, cục diện hùng hại mang theo điểm báo tiểu nhân quấy phá, gây chuyện thị phi, đường số, mất nhiều thời gian để xử lý việc ngoài luồng, hiệu suất và uy tín giảm sút, con đường thăng tiến vì thế mà lắm trông gai. Quý nhân của bản mệnh trong năm nay lại chính là người thân trong gia đình. Đối phương có thể giúp bạn lấy lại niềm tin vào bản thân, đồng thời đưa ra các biện pháp giải quyết hợp lý cho nhiều vấn đề hóc búa. Quý nhân tài lộc là người thân. Xem tử vi tuổi Ngọ năm 2021, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, ít hoạnh tài bất ngờ, không có quá nhiều may mắn. Về cơ bản, nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng, các nguồn thu phụ cũng có nhưng không nhiều. Thời điểm này, người thân chính là quý nhân giúp bạn tiếp cận được với nhiều cơ hội làm ăn. Điều bạn cần làm là nắm chắc cơ hội thuộc về mình, không để cơ hội rơi vào tay người khác một cách đáng tiếc. 8. Tuổi Mùi, quý nhân sự nghiệp, đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Trong năm nay, người tuổi Mùi khó gò mình trong khuôn khổ nhất định. Ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp, ở nhà thì xung đột với cha mẹ, bạn bè, khiến lộ trình thăng tiến vốn đã làm áp lực lại thêm nhiều trông gai. Những người đồng nghiệp giàu kinh nghiệm luôn có những cách cư xử thích hợp trong nhiều tình huống khác nhau. Tin tưởng vào những lời góp ý, hướng dẫn của họ, bạn ắt sẽ tìm ra cách giải quyết hợp lý cho vấn đề mình gặp phải. Quý nhân tài lộc là khách hàng. Tử vi tuổi Mùi có khuyên rằng, có làm thì mới có ăn. Chỉ những ai chủ động nắm bắt cơ hội, thực sự nỗ lực và biết quản lý tiền bạc mới có tiền chảy về túi. Khách hàng là quý nhân của bạn trên phương diện tài lộc. Có thể nhờ vào sự tin tưởng do quen biết trong quá trình hợp tác lâu dài, đối phương sẽ quyết định mở rộng hợp tác với bạn hoặc giới thiệu cho bạn thêm nhiều đối tác, khách hàng khác. 9. Tuổi Thân, quý nhân sự nghiệp là khách hàng mới. Công việc của người tuổi Thân dù ban đầu gặp khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng gặt hái thành quả xứng đáng. Trong năm nay, những khách hàng, đối tác mới chính là quý nhân của bạn. Dựa vào sự tin tưởng dành cho bạn, họ sẽ giới thiệu cho người khác nhiều cơ hội làm ăn khác, giúp bạn tiếp tục thể hiện được thế mạnh của bản thân.
quý nhân tài lộc là nửa kia. Tử vi tuổi Thân thấy công việc trên đà thuận lợi, kéo theo tình hình tài chính ngày càng được củng cố và ổn định. Có điều, ổn định sẽ khó có sự đột phá. Nếu muốn đạt được điều đó, đương số phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức. Nửa kia luôn là người ở bên cạnh ủng hộ bạn hết sức mình. Hơn thế, đối phương sẽ sẵn sàng đưa cho bạn những gợi ý đúng đắn, góp sức giúp bạn hoàn thành công việc làm ăn, kinh doanh của mình. Họ cũng là hậu phương vững chắc giúp bạn có thể tập trung hơn vào công việc kiếm tiền. 10. Tuổi Dậu, quý nhân sự nghiệp là lãnh đạo. Trong năm Tân Sửu, người tuổi Dậu phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến mãnh liệt. Theo đó, hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi quý nhân sự nghiệp trong năm nay chính là lãnh đạo trực tiếp của bạn. Chắc chắn cấp trên sẽ nhìn nhận được khả năng của bạn, đồng thời chủ động cân nhắc bạn lên vị trí cao hơn để bạn có nhiều không gian phát triển bản thân. Quý nhân tài lộc là bạn bè. Theo tử vi của tuổi Dậu, nguồn thu nhập chính và phụ của bản mệnh đều tăng. Điều đó có nghĩa là dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, con đường kiếm tiền, làm giàu không còn khó khăn như trước. Thời điểm này, bạn bè chính là người giới thiệu cho bạn những mối làm ăn có lợi. Chỉ cần giữ quan hệ tốt đẹp với mọi người thì bạn ắt sẽ mở rộng dần dần được mạng lưới xã giao của mình. Cơ hội làm ăn đến tới tấp. 11. Tuổi Tuất, quý nhân sự nghiệp là nửa kia. Công việc của người tuổi Tuất liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công, chứ đừng nói tới việc thăng quan, tiến chức. Nửa kia có thể không phải là người tác động trực tiếp đến sự nghiệp của bạn để bạn đạt được vị trí cao hơn, nhưng đối phương sẽ luôn là hậu phương vững chắc để bạn cố gắng tiến về phía trước. Những lời khuyên đúng đắn của người ấy cũng giúp bạn định hướng tương lai. Quý nhân tài lộc là họ hàng. Theo tử vi của tuổi Tuất năm 2021, tình hình tài chính của bạn có nhiều biến động hơn hẳn so với năm trước. Vận trình, lúc thăng, khi trầm, đường mất đan xen, khó mà có khoản dư để tích lũy. Đặc biệt, người làm các ngành nghề dịch vụ, du lịch hay giải trí sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro và khó khăn. Lúc này, họ hàng chính là quý nhân trên phương diện tài lộc của bạn. Họ có thể cho bạn vay tiền trong những lúc bạn cần nhất. Nhờ số tiền ấy, có thể bạn sẽ đạt được thành công khiến chính bản thân bạn cũng thấy bất ngờ. 12. Tuổi Hợi, quý nhân sự nghiệp là đối tác. Trong năm, mặc cho những khó khăn mang tính thời cuộc, chủ quan tác động, tuổi Hợi vẫn có nhiều cơ hội việc làm tốt. Vì thế, không phải lo lắng nếu vấp phải những trở ngại ban đầu, nhất là những ai vừa mới bắt đầu một công việc hoặc khởi nghiệp riêng cho mình lại càng phải vững vàng tâm lý. Quý nhân của bạn trong năm 2021 này rất có thể là những khách hàng, đối tác, những người đầu tiên đến với bạn và tin tưởng bạn. Họ cho bạn niềm tin vào bản thân và không đầu hàng khi đứng trước khó khăn. Quý nhân tài lộc là người quen cũ. Tử vi tuổi Hợi năm 2021 thấy rằng tài lộc của bản mệnh có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Người quen cũ là quý nhân tài lộc có thể bất ngờ xuất hiện vào thời điểm này và giới thiệu cho bạn. Những mối đầu tư có triển vọng, những lúc như vậy bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ chứ đừng nên chần chừ, e ngại. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.